Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Đây là chiếc máy chơi game Pal Kitty. Có thể nói đây là chiếc máy chơi game mà lần đầu tiên mình mua trên Shopee mà rất là lâu rồi. Con này mình mua chắc vài năm rồi á. Mà bây giờ mình mới mang ra để review. Thì không biết là trên Shopee họ còn bán cái dòng máy này không? Bởi vì cái máy này mình mua lâu lắm rồi. Đây, màn hình còn rất mới luôn. Mình mới lột cái miếng dán màn hình ra. Ở đây nó có một cái tay cầm để chơi hai người nè. Đây là cổng cáp để out ra tivi. Còn đây là cáp sạc nè. Cái băng này mình không biết để làm cái gì, để mình gắn vào thử xem. Tại vì mình mua về mình không có sử dụng. Đây là cái pin pin của máy, mình nghĩ là nó phải dùng cái pin 5C của Nokia á, chứ pin này thì hơi lạ. Phía trên này là nút gạt tắt mở nguồn nè, nét cắm tai nghe. Còn cái khe này là khe cắm cái băng. Đây, băng đây. Phía dưới này thì nó có một cái đèn LED để thông báo sạc nè. Cổng sạc, nút vặn to nhỏ. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn cái băng này vô và mở lên thử nha. Thì ở đây nó có hai ngôn ngữ đó là tiếng Anh và tiếng Trung. Ở đây nó ghi là 20 trò nè các bạn. Đây. Có vẻ như đây là đây. Cái băng này là 20 trò, còn khi mà không gắn băng vào thì nó là 280 trò. Thì không biết là cái băng này nó có tác dụng gì, game độc quyền hay là sao ta? Từ từ để mình gắn cái băng này lại vào xem coi. Ok, mình sẽ chơi thử game trong cái băng này trước nha. Bây giờ mình sẽ thử chơi hai người luôn, mình sẽ gắn cái tay cầm này vào. Cái tay cầm này mình còn chưa có tháo ra đó nè. Bởi vì mình không có dùng. Còn rất là mới luôn. Đây, rất là mới luôn các bạn. Mình chưa có tháo ra để dùng. Thật ra thì những con máy giá rẻ như vậy dùng chơi gia đình cũng rất là vui. Nè, bây giờ tới player 2 nè. Để xem cái tay cầm nó có hoạt động không nha. Là có nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái game nào mà nó chơi hai người cùng lúc. Cái game này thì các bạn có thể di chuyển được hai người cùng chơi nè. Đó. Bây giờ mình thử chơi những trò có sẵn trong máy nha. Rồi, ok. Thì với chiếc máy này
chúng ta có thể chơi được hai người cùng với bạn bè gia đình rất là vui luôn. Giá cũng mình nhớ cũng chỉ hơn 100 ngàn là các bạn ơi. Đó, rất là rẻ. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.